Thưa quý vị, và cũng liên quan đến tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91, tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết, hiện kết quả CT scan phổi cho thấy hai phổi của nam phi công đã xơ hóa, đông đặc, chỉ còn 10% hoạt động. Người đàn ông 43 tuổi quốc tịch Anh này hiện phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, tim phổi nhân tạo. Sau khi xem xét tình hình, các chuyên gia đã có chỉ định ghép phổi cho nam phi công. Tiểu ban điều trị tiếp tục giao cho bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh điều trị hồi sức cho bệnh nhân, đặc biệt trước khi ghép phổi, bệnh viện phải có sự chuẩn bị tốt nhất, đó là bệnh nhân đã hoàn toàn sạch virus SARS-CoV-2, điều trị nhiễm trùng tích cực. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, sau khi có nguồn tạng cho phù hợp, tương thích, đủ thủ tục pháp lý, bệnh nhân có sự chuẩn bị tốt nhất sẽ chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị ghép phổi. Đến ngày 13 tháng 5, mạch và huyết áp của bệnh nhân ổn định, có dùng thuốc vận mạch liều thấp. Ông dẫn lưu màng phổi có dịch màu vàng phớt hồng ít, không ghi nhận xuất huyết khác. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy, mở khí quản, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm, bơm rửa màng phổi và can thiệp ECMO. Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, khi thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 91 là nam phi công, người Anh đang trong tình trạng nguy kịch và có chỉ định ghép phổi, trung tâm đã nhận được đề nghị từ hai người với mong muốn được tặng phổi cứu sống cho bệnh nhân này. Một người là một người phụ nữ không quen biết nam phi công nhưng mà muốn tặng phổi để cứu bệnh nhân do bản thân đã nhận được rất nhiều yêu thương, nhiều sự giúp đỡ và may mắn trong suốt những năm vừa qua. Chị muốn tình thương tiếp tục lan tỏa để giúp đỡ lại những người khác. Người còn lại là một cựu chiến binh, ngoài 70 tuổi ở Đắk Nông, ông đã xin số điện thoại của trung tâm qua Hội Chữ Thập Đỏ, hai lần gọi điện tha thiết xin được hiến một phần phổi cho bệnh nhân 91.